Nói đâu đó cả các bạn nha, bên mình mới vừa đốt xong một con Sonic nữa nha các bạn. Nè các bạn, con Sonic nè. Con này không khác gì con xe dắt từ trong tiệm mới ra luôn. Đó. Nè, quay các bạn coi nè, mấy chát luôn. Không khác con xe mới luôn. Không khác gì hết luôn. Đó. Khách ngồi trong đó các bạn ơi. Đang khách này các bạn. Đó. Rồi hiện tại mình cũng còn rất là nhiều dòng in carbon nha. Nó cái kiểu nè. Kiểu này thì mình còn dòng Rider nè. Con Rider duy nhất một con Rider bị số siêu đẹp nha. Đó, 33456 nè. Đó. Rồi, Sachia nè ha, Sachia nè. Sachia nè. Rồi thích mình còn một con, hai con. Hai con thích màu đỏ ha. Heo xích màu đỏ nè. Qua đây con Sachia đen nữa nè. Đây con Sachia đỏ đen. Nó hai con Sachia đen 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 phui luôn nha các bạn. Đó. Sẵn thì giới thiệu các bạn coi luôn ha. Đó. Rồi mình có chạy góp hay các bạn mấy dòng xe nào chạy góp thì chung mình cũng dễ đó các bạn ơi, nó có tầm bốn mấy triệu là mình chạy góp, hỗ trợ tới 30 triệu rồi mình chạy trứng một mấy triệu thôi. Ví dụ con này mình trả trước khoảng 19 triệu, 19 triệu, 20 triệu 19 triệu, 20 triệu, còn nhận hàng hỗ trợ 30 triệu hả? Nhận hàng hỗ trợ 30 triệu cho các bạn luôn nha. Thoải mái luôn, con xe thoải mái rồi. Các bạn có nhận thu xe luôn các bạn, thu xe cũ của các bạn ha, mà đổi xe mình ha. Nó hỗ trợ tối đa cho các bạn luôn ha. Rồi tí nữa mà khách ra nhận xe á, khách ra nhận xe thì mình quay tiếp theo cho các bạn coi luôn ha. Thanh toán rồi đó các bạn ơi, xong rồi đó, thanh toán tiền xong rồi. Rồi giờ tới giờ là thủ tục cũng xong hết rồi ha, chuẩn bị cách lấy xe rồi các bạn. Rồi sẵn mình quay địa chỉ các bạn coi nha. Rồi đường Trần Chiên các bạn, đại học Tây Đô á, thì nằm cái hướng bên trái nè các bạn, bên này nè, ở đây nha các bạn. Đó, đại học Tây Đô nằm bên đây nè. Gặp tới đâu chạy lại nó quẹo phải cái tới liền nha các bạn. Đó, có đường đi cầu cái găng đi vô nha các bạn. Đó, đây nhà nghỉ Thành Tâm nè, ở dưới thì là trung tâm xe máy Thành Tâm. Đó, thật bữa nào các bạn đi ngang thấy xe màu vàng này nè, nó viêm đúc màu vàng nè, cũng nhận diện được luôn ha. Số 82 Trần Chiên nha các bạn, số 82 Trần Chiên. Thế như bạn hỏi mình sao mới địa chỉ thì hôm nay mình nói rõ cho bạn biết luôn ha. Hoặc là bạn vô Google Maps á, các bạn bấm là xe máy Thành Tâm là ra, hoặc cầm đồ Thành Tâm Cần Thơ là ra ha. Đó. Chốt thông tin nha các bạn. Đó. Giờ xong một em nữa nha. Đó, khách về nè các bạn ơi. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi video này nha. Khi nào mà cần mua xe gì đó thì liên hệ qua bên mình nha các bạn. Đó.